Hay à, đây là bức ảnh con gà Đinh Dậu, chính tay họa sĩ thiên tài Tự Kỷ vẽ tặng cho hoàng thượng đó. Giờ hôm nay hoàng thượng đặc biệt kêu ta mang tới đây để cho ông thưởng thức, coi như là Tết này mang nhiều tài lộc may mắn đến gia đình ông á. Nhìn kỹ lắm rồi, đây đâu phải là bức họa con gà Đinh Dậu đâu. Ý ông nói đây là bức tranh giả, ta lừa gạt ông có phải không? Ê, khoan đã, từ từ tính. Thu Hương, coi giùm má đi. Dạ, để con coi. Nghe xuân sang, thấy trong lòng em ứa gan. Tết đến nơi mà vẫn chơi hàng phạt kè. Đây là tranh giả đó mấy má ơi. Con gái của ta có một biệt tài rất là quẩn khúc. Mỗi lần mà nó coi tranh, nó hát lên bài này thì chắc chắn đó là tranh giả. Nếu nói như vậy thì trong phủ này chắc hẳn có chứa tranh thật của Tự Kỷ. Và chắc chắn trong phủ này có Tự Kỷ. Gọi hắn ta ra thị chứng đi. Được. Có bản lĩnh thì kêu Tự Kỷ ra đây thực tài cho ta coi. Phủ của ta không có chứa nào Tự Kỷ hết trơn á. Vậy mà dám phán tranh của ta là tranh giả hả? Nói giỡn thôi, chứ trong phủ của ta có Tự Kỷ á. Để ta móc ra cho các ngươi xem. Thu Hương, móc Tự Kỷ ra đây coi. Dạ, móc liền. Nếu người thật sự là cái thằng Tự Kỷ đó thì vẽ bức tranh Đinh Dậu cho ta coi kia coi. Tự Kỷ, mày cứ vẽ đại đi, có gì đâu mà phải sợ mày. Xong trong ba nốt nhạc, mời tới ngót. Để mày vẽ con gì á, tao nhìn giống con rồng Pikachu hơn á. Để tôi vẽ thêm cái mồng nữa là ra con gà. Thấy chưa, ngon lành luôn. Cái tên kìa, tao chôn sống mày bây giờ. Hắn nghĩa gà không ra gà, Pikachu không ra Pikachu. Mà dám nói tranh của ta là giả. Tranh đó đích ghẻ y lộn, đích thực là giả. Và Tự Kỷ ta đây đích thực là thiệt. Đứa nào ngon thì lon ton ra đây đối đáp với ta vài câu nghe chơi để biết như thế nào gọi là Tự Kỷ. Người xưa có câu, nhớ vợ thương con thèm thịt chó. Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi. Tới nhà ngươi. Ngày nay có câu, nhớ cha thương mẹ yêu luôn cẩu. Ghệ không cần có, cẩu một cần. Hảo, ngờ ngươi cũng sắc bén dữ à. Chúc mừng năm mới, dù là đối thủ nhưng đầu năm đầu tháng cũng phải hung cái lấy hên ha. Bây giờ tao với mày chơi tiếp mày. Kiếp sau chẳng muốn làm người, thà làm gia súc cho nàng hút phân hửi ha. Kiếp này ta thà làm con cóc để kêu ông trời đánh chết cha thằng kiếp sau. Trên trời có dạng gì sao, dưới đất con mình tao sai đẹp. Thế gian tùm lum điện thoại, selfie bao đẹp, tao chơi cùng Apple. Người đồng dữ vậy ta, nó chơi với Apple luôn. Kiếm Apple chơi lại với nó, Apple có nhiều dòng mà. Đường Bá Hổ, người muốn lấy Apple ra đối đáp với ta phải không? Phải là Apple rồi, đang rước lọc 500 con gà vàng 4 số 9 ở thế giới di động lần đó. Hay, sắm Apple rước lọc 500 con gà vàng 4 số 9. Hay. Chuyên gia selfie đích thực Apple F1S, F1 Plus, A37, A39, Neo 7S. Chụp đã đẹp, mua còn trúng 500 con gà vàng. Tại sao người biết mua Oppo ở thế giới di động trúng 500 con gà vàng 9 số 9 hả? Mà duy nhất chỉ trong tháng 2 này Oppo mới có chương trình này thôi. Năm gà đừng hỏi mấy câu gà quá được không? Đừng nói là mày lên website của thế giới di động nha con. Tất nhiên rồi, tháng thần tài sẽ bỏ qua cơ hội rất thần tài hả con? Nhân tài Việt Nam không có thiếu, dù có nhỏ bằng cái cây quạt vẫn có thể thổi mát làm công sợi lông đó nghe mày.